bắt đối tượng nghiện ma túy, chuyên đột nhập nhà dân trộm tài sản. Ngày 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ đối tượng thực hiện liên tiếp 5 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng là lựa chọn thời điểm gần sáng, tìm các nhà dân ngủ quên khóa cửa hoặc chủ nhà đi tập thể dục, không đóng cửa cổng và cửa nhà rồi đột nhập vào nhà để trộm cắp. Đã nói, có vụ việc khi bị hại phát hiện và truy đuổi, đối tượng cầm hung khí quay lại đe dọa và tẩu thoát. Đến khoảng 12 giờ ngày 31 tháng 3, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng, đội 2 Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt giữ Ngô Văn Lâm. Qua xác minh nhân thân, lai lịch được biết, Ngô Văn Lâm đã có 2 tiền án và 1 tiền sự. Lâm hiện nay cũng là đối tượng nghiện ma túy nặng và thường xuyên sử dụng ma túy 2 đến 3 lần một ngày. Do không có nghề nghiệp, thu nhập, Lâm lấy việc trộm cắp tài sản làm nguồn sống chính. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lâm khai nhận, từ đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, Lâm đã gây ra 5 vụ đột nhập vào các nhà dân trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà để trộm cắp, trong đó có 1 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Tổng giá trị tài sản đối tượng thực hiện 5 vụ trộm cắp khoảng hơn 300 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động các loại, 1 máy tính xách tay, 1 iPad, 1 đồng hồ và 1 xe máy SH. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.